Kính chào quý khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình Toàn cảnh thế giới của Đài Truyền hình Việt Nam. Chúng ta hãy dành toàn bộ chương trình ngày hôm nay cho những câu chuyện thời sự quốc tế nổi bật của tháng 7, một tháng mà những diễn biến xung quanh tình hình Syria, Biển Đông được cập nhật hàng ngày. Rõ ràng đây sẽ là những câu chuyện đáng nói nhất trong tháng 7. Chúng tôi đã mời đến trường quay tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trường, nhà phân tích các vấn đề quốc tế để nói về những vấn đề này. Xin cảm ơn ông Nguyễn Ngọc Trường đã tới tham gia chương trình ngày hôm nay cùng chúng tôi. Để bắt đầu chương trình thì chúng ta hãy cùng nhìn lại những hình ảnh, những diễn biến được ghi nhớ trong tháng 7 liên quan tới tình hình một điểm nóng ở Trung Đông, tình hình Syria. Thủ đô Damas của Syria đã chứng kiến thêm nhiều các vụ tấn công bạo lực trong những ngày tháng 7 này. Cuộc tấn công khiến người ta bất ngờ nhất lại xảy ra ngay giữa khu vực an ninh được bảo vệ cẩn mật nhất của Syria. Bốn tướng lĩnh cao cấp, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Dawood Sarra, tướng Hassan Tumani, chỉ huy đơn vị chống khủng hoảng, và Thứ trưởng Quốc phòng, nguyên Tư lệnh An ninh Quốc gia Syria, ông Asef Sakhat, đồng thời là anh rể của Tổng thống Bashar al-Assad đã thiệt mạng. Đây là đòn giáng mạnh vào thành trì an ninh của Tổng thống Assad. Rời khỏi thủ đô Damas, ngược về thành phố Aleppo, con đường cao tốc này là nhân chứng cho sự khốc liệt của cuộc nội chiến ở Syria. Những cỗ xe tăng và chiến đấu cơ hầu hết đã bị đốt cháy, bị phá hủy nằm dọc con đường dẫn đến thành phố lớn nhất đất nước. Chiến sự giữa quân đội chính phủ Syria và lực lượng nổi dậy diễn ra ở đây từ một tuần nay. Ở phía bên kia của thành phố, dòng người di tản chiến sự đã nói lên một khía cạnh khác của chiến tranh. Mỗi ngày, hàng nghìn con người cùng với đồ đạc và tài sản đã chạy khỏi thành phố vẫn được coi là trung tâm thương mại của Syria. Ra khỏi vùng chiến sự để tìm kiếm một sự an toàn hơn, nhưng đó cũng là một điều khó khăn khi mà theo tính toán, 50% các thị trấn, làng mạc và thành phố của Syria đều đang là vùng chiến sự. Các nước láng giềng với Syria như Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq đã đóng cửa hoàn toàn biên giới. Tuy vậy, trong bối cảnh đó, vẫn nghe thấy những tiếng nói lạc quan. Mọi người đều nói đến các vụ đánh bom, các vụ tấn công, nhưng lực lượng an ninh chính phủ đang làm nhiệm vụ của mình. Họ đang tiêu diệt các tay súng vũ trang. Chính phủ Syria lần đầu tiên đã thừa nhận có vũ khí hóa học và sẽ sử dụng nếu bị nước ngoài tấn công. Bất cứ thứ vũ khí hủy diệt hàng loạt và vũ khí không thông thường khác mà Syria sở hữu sẽ không bao giờ được sử dụng nhằm chống lại dân thường trong cuộc khủng hoảng này, trong bất cứ trường hợp nào. Những vũ khí này sẽ chỉ được sử dụng một cách hạn chế trong trường hợp có lực lượng nước ngoài xâm lược Syria. Sự thừa nhận mới nhất về thứ vũ khí lợi hại mà Syria có trong tay đã cho thấy chiến tranh đã bước vào giai đoạn khốc liệt mới. Tuyên bố này đã làm dấy lên những lo ngại của cộng đồng quốc tế và các nước trong khu vực. Ở Israel, người dân đã tăng cường mua mặt nạ phòng độc. Còn lực lượng đối lập của Syria thì tuyên bố bây giờ chỉ có hai lựa chọn để chấm dứt cuộc chiến. Bây giờ chỉ còn hai giải pháp. Một là phương Tây trực tiếp can thiệp quân sự. Hai là ủng hộ thực sự và vũ trang cho quân nổi dậy để chấm dứt cuộc chiến này càng nhanh càng tốt. Trên thực tế, phương Tây từ lâu đã trang bị vũ khí cho lực lượng nổi dậy Syria mà đứng đầu là quân đội Syria tự do. Nhưng can thiệp quân sự trực tiếp thì đến nay mới chỉ là một giải pháp mà phương Tây cân nhắc. Xin được bắt đầu cuộc trao đổi trường quay. Thưa tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trường, ông đã vừa thấy tình hình Syria gắn liền với những cái diễn biến ngày một căng thẳng hơn về chiến sự của đất nước này. Ông sẽ nói gì một cách khái quát nhất về tình thế mà chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad đang phải đối mặt, đối thủ của họ, đồng minh của họ và mối đe dọa lớn nhất của họ hiện nay là gì? Chính phủ Syria thì đang đối mặt với một cái tình cảnh giống như là giai đoạn cuối mà của chính quyền Gaddafi ở Libya, khi mà những cái cuộc nổi dậy đã phát triển thành một cái cuộc nội chiến tổng lực. Các cái lực lượng đối lập thì được vũ trang tốt hơn,
được chiến đấu, họ có kinh nghiệm hơn và đội ngũ họ ngày càng đông đảo hơn. Và họ cũng giống như các cái lực lượng nổi dậy ở Libya là vừa làm vừa tập hợp lực lượng và vừa củng cố và đoàn kết nội bộ. Quân đội Syria tự do thuộc phe nổi dậy thì vừa qua thực hiện một số như là trong cái màn hình chúng ta đã thấy một số cái cuộc tấn công vào Damascus, thì cái này là để nhằm gây rối loạn cho cái quân đội của chính phủ và buộc chính phủ phải tái cái điều chỉnh lực lượng và tạo ra các cái khoảng trống ở các cái khu vực khác để cho họ lấp vào. Về phía đồng minh thì là Nga là đồng minh chủ chốt của chính phủ Syria vẫn kiên trì ủng hộ chính phủ này như 16 tháng qua. Iran thì Bộ trưởng Quốc phòng vừa rồi bác bỏ khả năng là tin tức nói rằng là Iran đã đưa cái lực lượng quân sự của mình vào, nhưng mà người ta cũng không loại trừ cái khả năng này. Nhưng mà cả Nga, cả Iran hay là lực lượng Hezbollah hay là các cái bên liên quan khác đều đang chuẩn bị cho một kịch bản hậu Assad. Vâng. Có những ý kiến cho rằng là cái vụ đánh bom cách đây hơn một tuần khiến 4 nhân vật hàng đầu trong giới quân sự an ninh của Tổng thống Assad đã thiệt mạng là một cái bước chuyển chiến lược cho cái tình hình chiến sự tại đây. Ông có đồng ý với cái suy nghĩ đó, và ông có cho rằng là Tổng thống Assad vẫn đang có cái lợi thế là lòng trung thành của bộ phận quân đội và người dân? Cái lòng trung thành đó đang tan rã dần. Cái cuộc tấn công vừa rồi là không phải để đánh chiếm Hamas, Damascus, mà là để gieo rắc sự hoang mang và đồng thời là làm gian mỏng cái lực lượng của quân chính phủ. Tuy nhiên là lực lượng của chính phủ Assad vẫn còn rất là mạnh và họ sở hữu cái vũ khí hạng nặng, và đấy cũng là cái lợi thế của họ trên chiến trường. Tổ chức tình báo SATFOR có trụ sở Texas, Mỹ cho biết là có nhiều dấu hiệu là cho thấy là cái sắc tộc mà của ông Assad là Alawit đã không còn tin là bản thân ông Assad hay chính quyền của ông có thể tồn tại lâu dài. Cho nên trong những cái cuộc đọ súng vừa qua tại Damascus hay là tại cái thành phố lớn thứ hai là Aleppo thì người Alawit đã bỏ trốn về các cái thành phố ven biển hoặc là sang Liban. Các nhà quan sát cho rằng chính phủ Syria thì khó lòng mà giữ được toàn bộ những cái gì mà họ đã kiểm soát trong trước cái cuộc nổi dậy. Và người ta cho rằng là các cái lực lượng thuộc sắc tộc Alawit chiếm 12% dân số của Syria đang tìm cách là quay co cụm lại và xây dựng một số pháo đài để mà chống lại người Sunni trong cái cuộc chiến tranh lâu dài ở giai đoạn cuối. Sau cái cuộc tấn công vào Damascus vừa qua thì quân đội chính phủ đang tập trung các cái lực lượng thiết giáp và pháo binh vào cái thành phố là Aleppo, làm thành phố lớn thứ hai, thành phố thương mại quan trọng, dinh lũy quan trọng của ông Assad. Đây là cuộc chiến sẽ quyết định cái kết cục, cái bước ngoặt của cuộc chiến tranh. Và nếu như lực lượng nổi dậy mà chiếm được thành phố lớn thứ hai này thì họ sẽ làm lặp lại cái kịch bản giống như là ở Syria, tức là quân đội nổi dậy đã chiếm được Benghazi và lập ở đây cái tổng hành dinh cứu chữa thương binh và trở thành cái nơi để mà thu hút cái lực lượng đào ngũ và các gia đình của họ chạy đến ở đây. Tôi nghĩ rằng là cuộc chiến đấu sẽ rất là gay go ở Aleppo. Ở Aleppo. Vâng. Syria đã thừa nhận là họ có vũ khí hóa học trong một tuyên bố cách đây một tuần, và cái tuyên bố này đã khiến nhiều quốc gia lo ngại. Theo ông thì đây có phải là con bài chủ chốt của chính quyền Assad hay không, và liệu nó có thể được sử dụng hay không? Đây là một câu hỏi mà thế giới đang rất là quan tâm. Vũ khí hóa học thì cũng không thể đảo ngược được cái tình hình có lợi cho Assad, nhưng mà trong cái tình hình phức tạp hiện nay thì nó làm cho tình hình trở nên phức tạp hơn. Việc nói đến cái khả năng sử dụng vũ khí hóa học cũng cho thấy có một cái sự hỗn loạn trong cái nội bộ của chính quyền. Các cái mục tiêu sở dĩ các nước quan tâm là bởi vì các cái mục tiêu sử dụng vũ khí hóa học ở cái phút cuối, khi ông Assad thấy là ông không còn gì để mất, thì có thể là chính là các nước láng giềng như Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út hay là Israel.
người ta cũng lo ngại là ông Assad có thể chuyển giao cái vũ khí hóa học này cho Hezbollah ở Liban để mà chống lại Israel về lâu dài. Nga thì đã cảnh báo là không được sử dụng chống lại dân thường, và dùng đến nó thì người ta cho rằng là đấy là sự tự sát. Và trong trường hợp mà chính quyền Assad mà sử dụng thì Nga buộc phải quay lưng lại với chính quyền này, bởi vì Nga không thể đứng về phía thực hiện những cái vũ khí diệt chủng. Vâng. Khi cuộc chiến Syria đến cái giai đoạn căng thẳng hiện nay thì ông nghĩ thế nào về khả năng có cái sự can thiệp quân sự từ bên ngoài? Có ai dại gì mà lại can thiệp? Bởi vì có người đánh thay cho mình. Hiện nay là tôi nghĩ là cái lực lượng giấu mặt là tất cả các bên đều sử dụng hết, cả bên ủng hộ, bên chống chính quyền ông Assad. Trừ phi là vũ khí hóa học được sử dụng thì sẽ có sự can thiệp quốc tế để mà vì những lý do nhân đạo. Có tin là trong vòng mấy ngày qua là khoảng từ 4 vạn đến 6 vạn lính đánh thuê người Libya đã vượt qua biên giới Jordani để vào tham gia. Thì họ phân tán vào các cái lực lượng của quân đội Syria tự do. Họ hoạt động bí mật dưới sự điều khiển của Thổ Nhĩ Kỳ, hoặc là họ hoạt động trong cái phe của Hoàng gia Ả Rập Xê Út. Hội đồng dân tộc Syria cũng mở lối thoát. Là họ có tuyên bố rằng là ngày 24 tháng 7 vừa rồi là họ sẵn sàng chấp nhận một cái chính quyền chuyển tiếp theo kiểu như là Yemen, nghĩa là sẽ có người đứng ra để mà điều hành chính phủ của ông Assad để mà thực hiện một cái hòa giải dân tộc. Nhưng mà chính phủ Syria luôn bác bỏ mọi cái đề xuất, kể cả của Liên đoàn Ả Rập, đề cập tới cái việc là ông Assad phải ra đi. Người ta đang bàn đến, chủ yếu đang bàn đến cái thời kỳ hậu Assad, và đang tìm kiếm một cái những cái nhân vật để tham gia cái chính quyền chuyển tiếp này. Nhưng mà tôi dự đoán rằng là dù tình hình có phát triển thuận lợi cho cái phe nổi dậy thì tình hình Syria cũng sẽ phức tạp, và cuộc chiến đấu sẽ còn kéo dài hơn là tình hình ở Libya rất nhiều lần. Vâng, xin cảm ơn ông về những phân tích về tình hình Syria. Thưa quý vị khán giả, chúng ta sẽ tiếp tục chương trình với những diễn biến gần đây về tình hình Biển Đông. Trong tháng 7 này, những hành động đơn phương của Trung Quốc trên Biển Đông, đặc biệt là việc chính phủ Trung Quốc thành lập cái gọi là thành phố Tam Sa với bộ máy hành chính và quân sự nhằm thiết lập sự kiểm soát đối với gần như toàn bộ khu vực Biển Đông, trong đó bao gồm cả những vùng biển đảo thuộc chủ quyền của các nước khác trong khu vực, đã gây nên những mối quan ngại sâu sắc không chỉ trong khu vực mà cả nhiều nước trên thế giới. Ngày 24 tháng 7, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gửi công hàm phản đối tới Bộ Ngoại giao Trung Quốc, khẳng định việc Trung Quốc thành lập cái gọi là thành phố Tam Sa và triển khai bộ máy hành chính và quân sự đã vi phạm luật pháp quốc tế, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và là hành động vô giá trị. Những hoạt động này của Trung Quốc đã đi ngược lại tinh thần tuyên bố về cách ứng xử của các bên trên Biển Đông DOC ký năm 2002 giữa ASEAN và Trung Quốc, làm cho tình hình Biển Đông thêm phức tạp. Còn Tổng thống Philippines Aquino trong thông điệp gửi tới toàn dân đọc trước Quốc hội đã tuyên bố không lùi bước trong các tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông với Trung Quốc và cam kết hiện đại hóa quân đội để đối phó với các mối đe dọa từ bên ngoài. Trước đó, những hành động gây căng thẳng trên Biển Đông của Trung Quốc đã là chủ đề nóng tại diễn đàn khu vực ASEAN ARF và các hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN AMM45 diễn ra tại Phnom Penh, Campuchia vào trung tuần tháng 7. Tại đây, các quốc gia đều bày tỏ sự quan ngại về tình hình Biển Đông và kêu gọi Trung Quốc tuân thủ tuyên bố chung về cách ứng xử của các bên trên Biển Đông DOC, sớm cùng với 10 nước thành viên ASEAN đàm phán để đạt được bộ quy tắc về cách ứng xử của các bên trên Biển Đông COC. Phát biểu tại diễn đàn ARF, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton bày tỏ, Mỹ coi sự đe dọa về kinh tế và việc sử dụng tàu thuyền quân sự của chính phủ một cách có chủ ý trong những vụ va chạm giữa tàu cá của ngư dân ở vùng Biển Đông là một hành động đáng lo ngại. Bà Clinton tuyên bố Mỹ không đứng về bên nào trong các tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông và tin rằng các quốc gia trong khu vực sẽ hợp tác chặt chẽ và giải quyết tranh chấp bằng con đường ngoại giao, không ép buộc, không đe dọa và chắc chắn là không sử dụng vũ lực. Còn Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Genba đã nhắc lại quan điểm của Tokyo rằng Nhật Bản không có ý định can thiệp vào những tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, nhưng Nhật Bản không muốn để vấn đề này trở thành mối đe dọa đối với hòa bình và ổn định ở châu Á-Thái Bình Dương. Theo Tokyo thì cần phải giải quyết vấn đề Biển Đông theo luật pháp quốc tế và không được có hành động đơn phương.
Thưa tiến sĩ Nguyễn Trường, dù có thừa nhận hay không thì tình hình Biển Đông đang ở trong trạng thái bất ổn. Theo ông, sự bất ổn này liệu cũng gây tác động không mấy tích cực đối với cái quốc gia trực tiếp gây ra tranh chấp? Rõ ràng là Trung Quốc vừa qua đã tiến hành một số cái bước nghiêm trọng mà làm cho tình hình thêm phức tạp. Họ được một số điểm về chiến thuật, nhưng mà mất nhiều điểm về chiến lược. Ngày 26 tháng 7, thì sau cái hội nghị ở Phnom Penh, thì một trong những cái giáo sư nổi tiếng người Singapore, đó là ông Mabubani, một trong những học giả về dự đoán về tương lai thuộc về châu Á, người đứng đầu trường chính sách không của Lý Quang Diệu ở Singapore, đã có một cái bài phân tích rất là được dư luận thế giới chú ý. Ông ta cho rằng là Trung Quốc đã bắt đầu có những sai lầm nghiêm trọng, và đặc biệt là thể hiện qua cái hội nghị ASEAN vừa qua tại Campuchia. Trong cái bài bình luận này thì ông Mabubani đã nói rằng là sau gần 30 năm khôn khéo về địa chính trị thì người Trung Quốc dường như đang trên đà đánh mất đi sự khôn khéo đó ngay khi họ cần đến nó nhất. Trung Quốc đã phạm sai lầm lớn tại hội nghị ASEAN ở Campuchia trong tháng này, và Trung Quốc có thể đánh mất 20 năm gây dựng thiện chí của họ. Đáng chú ý, giáo sư người Singapore này còn nhận định rằng việc sử dụng đường lưỡi bò chín đoạn là không khôn ngoan. Và ông ta ví như là đây như là một cái cùm lớn đeo vào cổ của Trung Quốc. Còn trên tạp chí của Trung Quốc ngày nay, tháng 7 vừa rồi, thì có một cái bài phân tích rất là đáng chú ý của một cái nhà ngoại giao kỳ cựu của Trung Quốc. Đó là ông Ngô Kiến Dân, từng là vụ trưởng báo chí và người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Ông ấy nói rằng là cần phải gạt bỏ chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi ở Trung Quốc. Có mấy cái ý đáng chú ý như thế này. Trong thời kỳ trăm nhà đua tiếng lần thứ ba, điều đáng cảnh giác là một thứ chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi đang ngóc đầu dậy, mù quáng bài ngoại. Trong vấn đề Biển Đông, thì ngay từ đầu những năm 1980, Đặng Tiểu Bình đã đề xuất gác lại tranh chấp cùng khai thác. Hôm nay có người lại ngang nhiên thách thức lại phương châm nói trên của Đặng Tiểu Bình và chủ trương giải quyết thông qua vũ lực. Về vấn đề Biển Đông, phương châm của Đặng Tiểu Bình đề xuất có thể giải tỏa được tranh chấp lãnh thổ với các nước láng giềng và thực hiện được cái kết cục cùng có lợi và cùng thắng. Ông này còn nhắc lại ý kiến của Thủ tướng Ôn Gia Bảo phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc năm 2010. Trong đó, Thủ tướng Trung Quốc nói rằng là dựa vào chiến tranh để giải quyết vấn đề cuối cùng đã trở nên lạc hậu. Ngày nay, theo tác giả, thì vấn đề Biển Đông đang tranh chấp giữa Trung Quốc với các nước láng giềng có thể giải quyết thông qua đàm phán. Và việc Trung Quốc thông qua đàm phán ngoại giao hoạch định xong cái đường biên giới trên bộ với 12 quốc gia là một ví dụ điển hình. Và Trung Quốc muốn tiếp tục phát triển, muốn tiếp tục hiện đại hóa, muốn tiếp tục đi lên thì phải kiên trì mở cửa, phải gạt bỏ chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi. Vâng, để tiếp tục cái câu chuyện về Biển Đông lần này thì chúng tôi mời quý vị nghe những ý kiến phân tích từ Quốc hội, chính quyền và các nhà phân tích ở Mỹ về những hành động đơn phương của Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông, nơi mà trong chính sách châu Á-Thái Bình Dương của mình thì Washington luôn coi tự do hàng hải trên Biển Đông nằm trong lợi ích cốt lõi của họ. Nhóm phóng viên thường trú của Đài truyền hình Việt Nam tại Washington, Hoa Kỳ đã ghi lại những ý kiến này. Đã có những căng thẳng trên Biển Đông thời gian gần đây. Nói một cách trung thực và thẳng thắn, Trung Quốc đã rất nhiều lần tuyên bố chủ quyền trên gần như toàn bộ Biển Đông. Vì thế mà các quốc gia trong khu vực như là Philippines và Việt Nam và một số nước khác đã buộc phải có những phản ứng đối với những đòi hỏi đó. Giải pháp trước mắt cho tình hình ở Biển Đông hiện nay là Trung Quốc cần phải ngồi vào bàn đàm phán với tất cả các quốc gia có lợi ích liên quan tại Biển Đông, chứ không phải theo cách mà Trung Quốc đang cố gắng triển khai hiện nay là đàm phán với từng quốc gia riêng lẻ, mà theo cách đó rõ ràng là lợi thế thuộc về Trung Quốc. Như vậy có thể nói, yếu tố thực sự quan trọng ở đây là thiện chí của Trung Quốc trong việc thúc đẩy các giải pháp hòa bình với các quốc gia khác trong khu vực. They have created a governmental system out of nothing. They have populated and garrisoned. Nói cách khác, họ lập ra cả một hệ thống hành chính từ chỗ không có gì. Họ đưa dân ra và lập lực lượng đồn trú trên quần đảo vẫn còn đang tranh chấp về chủ quyền. Và nay họ tuyên bố cơ quan đó sẽ quản lý gần như toàn bộ Biển Đông. Trung Quốc luôn từ chối giải quyết những tranh chấp ở đây thông qua các diễn đàn đa phương. Họ tuyên bố những vấn đề này chỉ có thể được giải quyết song phương, từng nước một. Vì sao? Bởi vì như thế, họ có thể lấn át các nước khác trong khu vực. Đây là một sự vi phạm luật pháp quốc tế và đi ngược lại tuyên bố của chính Trung Quốc
về việc họ sẵn sàng hợp tác với ASEAN trong nỗ lực xây dựng bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông. Đây là điều rất đáng lo ngại. Tôi khẩn thiết yêu cầu Bộ Ngoại giao làm sáng tỏ vấn đề này với Trung Quốc và Quốc hội ngay lập tức. Chúng tôi đã khẳng định rất rõ ràng trong cả các hoạt động ngoại giao công khai và các cuộc trao đổi riêng rằng chúng tôi phản đối việc sử dụng vũ lực trong các tranh chấp này. Chúng tôi có lợi ích quan trọng về tự do hàng hải và chúng tôi nỗ lực để có được hòa bình và ổn định trong khu vực này. Bởi đó không chỉ là lợi ích của Mỹ, các đối tác thương mại khác cùng sử dụng đường hàng hải chạy qua Biển Đông, mà còn của tất cả các nước khác có liên quan. Chúng tôi tin tưởng rằng, về cơ bản, để thúc đẩy vấn đề này, mọi cách tiếp cận phải dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế một cách rõ ràng. Như đã tuyên bố hồi đầu tuần này, chúng tôi quan ngại về những hành động đơn phương đó. Đây chính xác là những hành động mà Ngoại trưởng Mỹ đã tuyên bố phản đối. Vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục trao đổi với chính phủ Trung Quốc về vấn đề này cũng như với các nước khác trong khu vực. Việc Trung Quốc triển khai chính sách của mình trên Biển Đông một cách mạnh tay và thiếu cơ sở pháp lý quốc tế rõ ràng đã, một cách rất tự nhiên, gây nên sự thiếu tin tưởng, dẫn đến những tính toán sai và sự hiểu lầm nguy hiểm. Tôi lo ngại rằng điều này sẽ càng làm Trung Quốc bị cô lập trong khu vực cũng như trên thế giới. Đây là một hệ quả mà không ai mong đợi, nhất là từ phía Mỹ và cộng đồng quốc tế. Trung Quốc cần phải học cách đặt mình vào vị thế của các nước khác. Trung Quốc không thể chỉ đơn giản phớt lờ mối quan ngại của các nước khác rằng Trung Quốc là một mối đe dọa, bởi điều đó thực sự không có lợi cho Trung Quốc. Trung Quốc cần phải nhìn nhận và loại bỏ những mối quan ngại đó. Nếu các nước khác trong khu vực không nhìn nhận Trung Quốc hành xử một cách hòa bình, thì Trung Quốc cần phải tự xem xét lại chính sách của mình và tìm hiểu lý do vì sao. Quý khán giả vừa nghe những ý kiến phân tích về hai câu chuyện thời sự quốc tế nổi bật trong tháng 7. Chương trình của chúng tôi sẽ tiếp tục với mục Thế giới 7 ngày qua. Mời quý vị theo dõi. Tuần qua, Nhật Bản tuyên bố có thể đưa quân tới quần đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư và là vùng lãnh thổ đang tranh chấp giữa hai nước. Nếu một nước láng giềng có hành động bất hợp pháp gần quần đảo Senkaku, chúng tôi sẽ đưa lực lượng phòng vệ tới nếu cần. Tuyên bố của Thủ tướng Nhật Bản được đưa ra trong bối cảnh các tàu Trung Quốc thời gian gần đây liên tục xâm phạm lãnh hải Nhật Bản quanh quần đảo Senkaku. Đây là lần đầu tiên một nhà lãnh đạo Nhật Bản nói thẳng tới việc sử dụng quân đội tại vùng biển tranh chấp trong trường hợp tình hình vượt quá khả năng xử lý của lực lượng bảo vệ bờ biển. Còn tại Philippines, Tổng thống Aquino cũng đã có tuyên bố đáng chú ý tuần qua khi ông cam kết đẩy mạnh cải cách kinh tế và hiện đại hóa quân đội nhằm bảo vệ những lợi ích trên biển của nước này. Trong bài diễn văn quốc gia hàng năm đọc trước toàn thể Quốc hội Philippines, Tổng thống Aquino đã yêu cầu Quốc hội thông qua dự luật hiện đại hóa quân đội, đồng thời cho biết quân đội nước này có thể mua hơn 40 máy bay chiến đấu, từ máy bay vận tải C-130 tới các trực thăng chiến đấu, cùng các loại súng trường, súng cối và thiết bị viễn thông. Kinh phí được trích từ quỹ 1,8 tỷ đô la dùng để hiện đại hóa quân đội. Philippines khẳng định hiện đại hóa quân đội không phải là để gây chiến mà là để duy trì hòa bình, tăng cường khả năng phòng thủ. Tổng thống Aquino cũng tuyên bố Philippines sẽ sớm triển khai các tàu hiện đại để tuần tra vùng bờ biển nước này. Tại Cuba vừa qua đã diễn ra một loạt hội nghị quan trọng, trong đó có phiên họp quốc hội, Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Cuba và Hội nghị Hội đồng Bộ trưởng. Các hội nghị đều khẳng định định hướng phát triển đất nước Cuba trong thời kỳ mới theo chương trình cập nhật mô hình kinh tế. Theo chương trình được mở ra từ 2 năm nay với việc khuyến khích thành phần kinh tế tư nhân, số lượng các doanh nghiệp nhỏ ở Cuba đã tăng gấp đôi lên trên 300.000 và có hơn 200.000 nông dân được hưởng lợi từ chương trình cấp đất nhằm khuyến khích nông nghiệp. Tiếp tục thúc đẩy kế hoạch này, Quốc hội Cuba đã thông qua luật thuế mới, trong đó trọng tâm là việc tái phân chia thu nhập của các lĩnh vực có tiềm năng kinh tế, cũng như bảo vệ những thành phần còn gặp khó khăn. Cuba cũng thông qua chương trình hành động chiến lược cho giai đoạn 2012-2015. Năm ngoái, bất chấp những tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế tại nhiều nơi trên thế giới, kinh tế Cuba vẫn đạt mức tăng trưởng 2,7%. Một sự kiện quốc tế lớn đã diễn ra tuần qua là Hội nghị quốc tế về AIDS tại Washington, Mỹ, hội nghị AIDS lớn nhất từ trước đến nay. Hội nghị có hơn 250 phiên thảo luận, hơn 150 diễn đàn và gần 300 hoạt động bên lề.
Các nhà lãnh đạo, các tổ chức quốc tế, các tổ chức chính trị xã hội hoạt động trong lĩnh vực phòng chống AIDS đã khẳng định tiếp tục những nỗ lực phòng chống HIV/AIDS, đồng thời kêu gọi sự hợp tác mạnh mẽ hơn nữa của cả cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các chính phủ, trong công cuộc chống lại căn bệnh thế kỷ này. Kể từ khi phát hiện cho tới nay, đã có khoảng 30 triệu người trên thế giới chết do AIDS và hiện trên toàn thế giới có khoảng 34 triệu người đang sống chung với căn bệnh này. Mặc dù đã có rất nhiều nỗ lực nhưng hiện tại mới chỉ có khoảng 50% số người có HIV trên toàn cầu được tiếp cận với các biện pháp điều trị. Một sự kiện quốc tế lớn không thể không nhắc đến tuần qua là lễ khai mạc sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh Olympic London 2012 với những hình ảnh đặc biệt ấn tượng. Buổi lễ qua bàn tay của đạo diễn lừng danh Danny Boyle đã toát lên những nét đặc sắc nhất của Vương quốc Anh qua các thời kỳ lịch sử với sự quy tụ của những nhân vật nổi tiếng trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt nhất là lễ thắp ngọn đuốc Olympic minh họa cho khẩu hiệu của Thế vận hội lần này, truyền cảm hứng cho thế hệ sau. Lễ khai mạc Olympic London 2012 thu hút sự quan tâm của khoảng 4 tỷ khán giả truyền hình trên khắp hành tinh. Quý vị vừa theo dõi những hình ảnh, những sự kiện quốc tế đáng nhớ của tuần qua. Chương trình Toàn cảnh Thế giới sẽ kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả. Một lần nữa xin cảm ơn vị khách mời tiến sĩ Nguyễn Đồng Trường đã tới trường quay tham gia chương trình ngày hôm nay. Kính chào tạm biệt quý khán giả và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.